Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có phút giây thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Như tựa đề thì hôm nay em sẽ tiến hành làm một chiếc video để chia sẻ như là giao lưu với các bác về cái vấn đề mà những cái tác động của gió làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và cũng như là sự phát triển của cây sầu riêng các bác. Đây là một cây sầu riêng. Cái này thì cũng gần 3 năm tuổi các bác. Đây thì cũng đã bắt đầu mang trái này các bác. Rất là ok luôn, mới hơn 3 năm tuổi. Cái này hơn 3 năm tuổi các bác. Đã bắt đầu mang trái rồi. Chúng ta video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như là cách chăm sóc của từng nhà vườn nữa. Chúng ta cứ chia sẻ thôi các bác. Cái gì được thì chúng ta tiếp thu, cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu chia sẻ. Còn về chủ đề chính là thì hôm nay em sẽ quay cho các bác về cái tác động, những tác động của gió sẽ gây ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển cây sầu riêng của chúng ta như thế nào các bác. Đây là một cây sầu riêng. Tình trạng cây này thì ở phía bên này là có gió các bác. Đây, phía bên này thì bắt gió này bác. Gió đông. Đây, hướng này hướng đông các bác. Mặt trời mọc hướng đông đây. Nói chung gió đông thì khu vực EK Đắk Lắk cho em thì cũng khá là mạnh bác. Vừa mạnh với lại vừa lạnh đấy các bác. Rồi, cho nên là phía hướng đông thì nhìn cây chắc chắn là gặp gió thì sẽ trơ trụi các bác. Rồi, còn đây là phía khuất gió các bác. Rồi, phía khuất gió thì cây sầu riêng của chúng ta phát triển khá là ổn định các bác. Tức là nó không bị sơ xác này, không bị rụng lá này, không bị khô cành này. Là phía không có gió các bác. Còn đây là phía có gió đấy các bác. Phía có gió thì cái tán bên này nó bị lép hẳn luôn các bác. Không phát triển được phía này các bác, bởi vì có gió mà. Đặc điểm của cây sầu riêng là tất cả các loại cây, nhưng mà quan trọng đối với cây sầu riêng các bác, vì bộ lá của nó rất là yếu ấy. Nếu mà gặp gió thì lá của nó sẽ khó phát triển các bác, bị rụng. Chưa trường hợp là kể rụng này, quan trọng là bị khô cành các bác. Rồi, gặp gió thì cành ta cũng bị khô luôn các bác. Khô cành này, rụng lá này, lép tán này, đó là những kia cơ bản là chúng ta nhìn thấy được khi mà cây sầu riêng gặp gió các bác. Đây, phía cành trên kia bị khô rất nhiều các bác. Cành khô các bác. Khô hết cành à, gặp gió là khô hết cành các bác. Khô hết cành luôn. Tình trạng cây sầu riêng. Tác động của gió làm ảnh hưởng tới cây sầu riêng, thứ nhất là khô cành này, rụng lá này. Thứ hai là thứ ba lép tán này bác. Tán ở phía bên này có nhìn nó lép hẳn, nó dựng đứng lên hẳn, nó không xòe tán thì ở bên kia bác. Tán nó sẽ dựng lên này này. Đấy, nó gặp gió trơ trụi này các bác. Ok. Đặc điểm của cây sầu riêng như vậy bác, gặp gió, gặp nắng, gặp gió, quan trọng là gió bác. Ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và sinh trưởng cây sầu riêng. Làm cho rụng lá, khô cành, lép tán các bác. Đây, phía bên này thì phát triển rất là ổn định, cành lá rất là sum suê. Còn phía bên có gió thì lép hết tán các bác. Đây, cho nên là chia sẻ video này lên để cho các bác nào lưu ý. Nhớ trồng cây sầu riêng thì trước tiên là chúng ta sẽ phải trồng cái chắn gió các bác. Này, chắn gió, chắn xung quanh có vành đai chắn gió. Thế nhất là lúc nhỏ thì tránh trường hợp khô cành, rụng lá, gãy cành. Và còn sau này nếu mà cây đã mang trái thì nguy cơ bị gãy đổ của chúng ta rất là cao nhá. Bởi vì cây sầu riêng thì nó không có cân đối, cái gốc của nó sẽ không cân đối với cái lượng cành các bác, bởi vì cành với quả chưa kể mang quả nữa. Nó rất là nặng. Với lại cành của cây sầu riêng thì cũng rất là yếu nữa. Cho nên video này thì cũng mang tính chất tham khảo để cho các bác lưu ý về cái việc trồng cây chắn gió, che chắn gió cho cái cây sầu riêng các bác. Tác động cây sầu riêng, tác động của gió tới cây sầu riêng bác. Ok, bây giờ thì em sẽ đi xuống mấy cây sầu riêng to bác. Rồi, phía dưới này thì có mấy cây sầu riêng to bác. Sầu riêng thì nó không có thích gió các bác. Gió thì khi nào em đang quay cây nhỏ đấy, rụng lá, khô cành cũng như là lép tán.
Chưa kể sau này lớn lên thì khả năng gãy đổ rất là cao á. Đây, đây là những cây sầu riêng lớn các bác. Cây sầu riêng lớn thì ở phía trên đọt nó bị khô hết cành bác. À, trên này này. À, ở phía trên đỉnh ấy bác. Phía trên đỉnh thì bị gió đánh cho rụng hết lá cũng như là khô cành ở trên đỉnh ấy bác. Tác động của gió gây ảnh hưởng rất là lớn đến cây sầu riêng các bác. Còn đối với những cây vải cây đầu thì không sao bác. Cây vải cây đầu, cây vải cây nhãn thì khả năng chịu gió của nó rất là tốt. Còn đối với cây sầu riêng thì thực sự là rất là yếu các bác. Ok, như vậy là video chia sẻ như là giao lưu với các bác về cái vấn đề những cái tác động của gió gây ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng của em, và chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.